Cũng có một ngoại lệ trong vấn đề này. Đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho ngài biết điều này một cách tường tận. Và một đương sự như thế, hơn ai hết, hóa ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo. Nhưng tốt hơn, ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn. Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả soi động của Chúa. Bởi vì chỉ có thế, họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những soi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của giáo hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhượng, nhưng không biết đội lốt vâng phục. Và do đó, các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy. Bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của ngài, thì người cũng ban cho ngài đầy đủ ánh sáng. Nếu không, làm sao ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được? Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này. Vì thế, tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã từng trải qua. Chỉ sau nhiều tuần cửu nhật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gửi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi! Có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều cha giải tội kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng vì không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách nên đã từ bỏ con đường chọn lành. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, ngài được ban cho nhiều, nhưng sẽ bị đòi lại nhiều. Ngày 11 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác, hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động. Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động. Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu và tự thâm sâu. Khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân! Các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được. Được lắm. Các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào.
và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi. Có những lúc tôi bất tín với bản thân, khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình. Và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng, đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy, nói năng với thụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy, linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó, linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người xung quanh. Buổi tối, Chúa phán với tôi: "Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha." Và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh. Ngày 12 tháng 2 năm 1937, hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt đến độ thỉnh thoảng lại ngất trí. Tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi, và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, nên việc ấy làm tôi ngất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt, và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh tuyền và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn giò. Thỉnh thoảng có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất tận vì Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong tôi và chính người cho tôi biết như vậy. Tôi dìm mình sâu hơn vào vũng hư vô của mình, bởi vì tôi biết mình. Để đền đáp, tôi phải yêu mến đấng tạo hóa đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình. Trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm. Trong Chúa, tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa. Dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai, mọi sự đều có thể đổi rời. Nhưng tình yêu thì không bao giờ, không bao giờ, mãi mãi vẫn thủy chung. Chúa là đấng toàn năng hằng sống đã tỏ cho tôi biết tôi có thể yêu mến người một cách rất đặc biệt. Và chính người làm cho linh hồn tôi có thể yêu mến bằng thứ tình yêu mà người muốn tôi mến yêu người. Tôi chôn mình càng ngày càng chặt hơn trong Chúa, và không sợ hãi gì. Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi, cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa. Cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy, che mặt trước thánh nhan Chúa và cất lời tung hô: "Thánh, thánh, thánh." Như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của người, tôi sẽ đáp lại rằng: "Ồ không, không, và không hề." Trong tình yêu tinh tuyền có chỗ cho tất cả, lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất. Tuy nhiên nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất. Và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa.
và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa, trong khi đối với linh hồn chẳng có gì đặc biệt. Vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa. Ngày 13 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, trong nghi lễ thương khó, tôi thấy Chúa Giêsu chịu tàn đãi và đội mão gai với một cây sậy trong tay. Chúa Giêsu im lặng khi quân giữ lồng lộn thi nhau tra tấn người. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh nhìn ấy, tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa. Kinh hãi đến độ chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về mức độ đau khổ người đã chịu vì chúng ta trước giờ chịu đóng đanh trên thập giá. Linh hồn tôi tràn ứ nỗi đớn đau và mòn mỏi. Trong linh hồn tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm chí một bất toàn nhỏ mọn nhất. Đối với tôi, dường như cũng là một ngọn núi sừng sững khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, tâm hồn tôi tan nát đành đoạn. Và tôi nghĩ, các tội nhân sẽ thế nào đây nếu họ không lợi dụng cuộc thương khó Chúa Giêsu? Trong cuộc thương khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại dương thương xót. Ngày 12 tháng 2 năm 1900 của Chúa là quả. Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín thác. Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm ba ngôi cực thánh. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa chí năng nhân loại và thiên thần không thể dò được. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong ngôi lời nhập thể. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trào tuôn từ thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa chất chứa trong thánh tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép thánh thể. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong việc thành lập hội thánh. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong phép thánh tẩy. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa trong việc thánh hóa chúng con qua Chúa Giêsu. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời. Con tín thác nơi Chúa.
lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra. Lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay người. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là triều thiên mọi việc Chúa làm. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh. Con tín thác nơi Chúa. Lòng thương xót Chúa gợi niềm cậy trong khi thất vọng. Con tín thác nơi Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng hữu. Trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên. Xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con. Để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng nhưng chọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là toàn yêu và toàn thương. Ôi lòng xót thương Chúa vô cùng vô tận! Nào ai có thể tán dương và tôn thờ cho xứng đáng? Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân. Hỡi các tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nên một khúc thánh ca và đồng thanh sốt mến hát lên cảm tạ lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết thánh ý Chúa là tất cả cho con. Chúa sử dụng con thế nào, đối với con cũng chẳng hệ gì. Chúa truyền cho con bắt tay vào việc con thanh thản khởi sự mặc dù biết mình không có khả năng. Qua các vị đại diện của Chúa, Chúa lệnh cho con chờ đợi và con nhẫn nại đợi chờ. Chúa đổ đầy nhiệt huyết vào lòng con nhưng Chúa làm con không sao hành động được. Chúa lôi kéo con về với Chúa trên thiên quốc và rồi Chúa lại để con dưới thế. Chúa trút vào lòng con một nỗi nồng nàn khao khát Chúa và Chúa lại ẩn mặt khỏi con. Con chết mòn mỏi vì thao thức muốn kết hợp với Chúa mãi mãi. Và Chúa lại không để cái chết đến với con. Ôi thánh ý Chúa là thức bổ dưỡng và niềm hoan lạc của linh hồn con. Khi con suy phục thánh ý Chúa, một niềm bình an sâu thẳm ngập tràn linh hồn con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa không ban thưởng vì thực hiện thành công công việc, nhưng vì thiện chí và lao nhọc. Vì vậy, con hoàn toàn an tâm cho dù mọi công trình và nỗ lực của con đều bị cản trở hoặc hóa ra như không. Nếu con làm tất cả khả năng của con, thì phần còn lại không phải là việc của con. Và vì vậy, những cơn giông tố hãi hùng nhất cũng không khuấy động nổi niềm thánh ý Chúa ngự trong lương tâm con.
ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, đau khổ của tôi có phần gia tăng, không những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn mà có cả những cơn đau kỳ lạ trong phần ruột nữa. Tôi đau đớn đến tận mức bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi. Tất cả chỉ vì các linh hồn. Để nài xin lòng thương xót Chúa đoái đến các tội nhân đáng thương và khẩn nài sức mạnh cho các linh mục. Ôi! Tôi trọng kính các linh mục biết bao. Và tôi nài xin Chúa Giêsu, linh mục thượng phẩm, hãy ban cho các ngài thật nhiều ơn thánh. Hôm nay, sau hiệp lễ, Chúa phán với tôi, hỡi ái nữ của cha, niềm vui của cha là được kết hợp cùng con. Chính lúc suy phục thánh ý cha là con dâng lên cha vinh quang người sáng nhất và kín múc cho con cả một đại dương phúc lành. Cha sẽ không được hưởng nơi con niềm vui đặc biệt như thế nếu như con không sống bằng thánh ý cha. Lạy thượng khách ngọt ngào của con đã sẵn sàng gánh chịu mọi hy sinh vì Chúa. Nhưng Chúa biết con chính là sự yếu đuối. Tuy nhiên, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Ôi Chúa Giêsu của con van nài Chúa hãy ở bên con từng phút giây. Ngày 15 tháng 2 năm 1937. Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Hỡi bánh thánh đẹp lòng cha, hỡi ái nữ của cha. Con hãy biết rằng cả ba ngôi Thiên Chúa đều tìm được niềm hoan lạc nơi con, bởi vì con sống hoàn toàn bằng thánh ý Thiên Chúa. Không của lễ hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Sau những lời ấy, tôi được ban tri thức về thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là giờ đây tôi nhìn thấy mọi sự từ một góc nhìn cao hơn. Và với tình yêu, tôi chấp nhận tất cả mọi biến cố và mọi sự, dù vui hay buồn, như những dấu chứng ái tình đặc biệt của cha trên trời. Hiến tế tinh tuyền của ý chí tôi sẽ cháy trên bàn thờ tình yêu. Để hy sinh của tôi được nên hoàn hảo, tôi sẽ liên kết mật thiết với hiến lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi những đau khổ lớn lao làm cho nhân tính của tôi run sợ, sức mạnh tinh thần cũng như thể lý suy giảm, tôi sẽ ẩn mình thật sâu trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, im lặng như một bồ câu, không lời than vãn. Ước chi mọi khát vọng, cho dù lành thánh, cao khiết và xinh đẹp nhất của tôi đi nữa cũng luôn chiếm chỗ rốt bét. Còn thánh ý Chúa hãy chiếm chỗ ưu tiên. Lạy Chúa, đối với con, sự ao ước nhỏ bé nhất của Chúa còn quý trọng hơn thiên đàng với tất cả mọi kho tàng trên đó. Con biết rõ người ta sẽ không hiểu con. Nhờ vậy, hy sinh của con sẽ trở nên tinh tuyền hơn trước mắt Chúa. Vài ngày trước đây, một thiếu phụ đến gặp và xin tôi cầu cho ý nguyện của bà vì đang gặp một công chuyện khẩn cấp và quan trọng. Đột nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vấn đề này không đẹp lòng Chúa, nên tôi đáp sẽ không cầu nguyện theo ý chỉ này. Nhưng nói chung, tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Vài ngày sau đó, người thiếu phụ trở lại và cảm ơn vì tôi đã không cầu theo ý nguyện của bà, nhưng cho chính bản thân bà. Bởi vì bà đã sôi sục muốn trả thù một người mà theo điều răn thứ tư, lẽ ra bà phải tôn trọng cung kính. Chúa Giêsu đã thay đổi tâm trạng bà, và chính bà cũng nhận ra lỗi mình. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên vì tôi đã thấu được điều kín ẩn của bà. Hôm nay, tôi nhận được một bức thư của cha Sopoko. Ngài gửi lời chúc mừng lễ thánh quan thầy của tôi ngày 15 tháng 2. Những lời chúc mừng của Ngài làm tôi hạnh phúc.
nhưng sức khỏe yếu ớt của ngài khiến tôi phải buồn. Theo trực giác, tôi đã biết trước điều này, nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn như vậy. Nhưng dường như với tôi, nếu ngài đã viết ra điều ấy mà lại đúng như vậy, thì những điều khác ngài không viết cũng sẽ đúng. Và tri thức nội tâm của tôi đã không đánh lừa tôi. Cha yêu cầu tôi gạch dưới tất cả những điều tôi không tự bản thân mà biết được. Nghĩa là tất cả những điều Chúa Giêsu nói cho tôi biết trong linh hồn. Trước đây, Ngài đã từng nhiều lần yêu cầu tôi điều này, nhưng tôi không có thời giờ. Và quả thật, vội vàng gì mà tôi phải làm như vậy? Nhưng làm thế nào mà Ngài lại biết tôi chưa làm điều này nhỉ? Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng giờ đây, tôi sẽ bắt đầu công việc với hết tâm hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, ý muốn vị đại diện của Chúa rõ ràng là chính thánh ý Chúa. Con không có một bóng mờ nghi nan nào. Ngày 16 tháng 2 năm 1937, hôm nay, tôi vào lộn phòng bên cạnh. Và thế là tôi đã nói chuyện với người ấy một lúc. Khi trở về phòng mình, tôi đã nghĩ đến người này một lúc. Bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán: "Hỡi ái nữ của cha, lúc này con đang tưởng nghĩ gì thế?" Không suy nghĩ thêm, tôi rúc ngay vào lòng Chúa, bởi vì tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về các thụ tạo. Sáng nay, sau khi chu toàn mọi việc phận sự thiêng liêng, tôi bắt đầu công việc đan thêu. Tôi cảm thấy một sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi nhận ra Chúa Giêsu đang ngự ở đó. Sự ý thức sâu xa và ngọt ngào về sự hiện diện của Thiên Chúa thôi thúc tôi thân thưa với người. Lạy ba ngôi cực thánh đang ngự trong tâm hồn con. Con khẩn nài Chúa ban ơn hoán cải cho một số linh hồn nhiều bằng số mũi kim mà con sẽ thực hiện trong ngày hôm nay bằng chiếc kim thêu này. Khi ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn. Ái nữ của cha ơi, những đòi hỏi của con quá nhiều đấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng đối với Chúa, cho nhiều còn dễ hơn là cho ít. Đối với Chúa, cho nhiều còn dễ hơn là cho ít. Đúng vậy thật. Đối với cha, ban nhiều cho một linh hồn thì dễ hơn là ban ít. Nhưng mỗi ơn hoán cải ban cho một linh hồn tội nhân đều đòi phải có hy sinh. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa công việc con đang làm với hết tâm hồn đây. Đối với con, dường như sự hiến dâng của con không quá nhỏ đối với một số đông linh hồn như thế đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết suốt 30 năm, Chúa đã từng cứu các linh hồn cũng chỉ bằng việc lao công mà thôi. Vì đức vâng lời thánh thiện cấm con không được thực hiện các việc sám hối và khổ chế lớn lao. Vì vậy, con nài xin Chúa. Lạy Chúa, hãy chấp nhận những thứ chẳng ra gì của con đây nhưng đã được đóng ấn vâng lời như những của quý trọng. Khi ấy, tôi nghe lời này trong linh hồn, ái nữ của cha ơi, cha chiều theo lời xin của con đó. Tôi thường nhìn thấy một người dấu yêu của Chúa. Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đặc biệt, không những vì Ngài đang ra sức truyền bá việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, mà còn vì tình yêu của Ngài dành cho Chúa. Mặc dù không phải lúc nào Ngài cũng cảm nghiệm được tình yêu này trong tâm hồn. Ngược lại, hầu như lúc nào Ngài cũng ở trong vườn cây dầu. Tuy nhiên, vị này luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa và đức nhẫn nại của Ngài thắng vượt mọi khó khăn. Ôi! Giá như một linh hồn đau khổ biết mình được Thiên Chúa yêu dấu thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn. Một ngày nào đó,
chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ. Nhưng khi ấy, chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta. Ngày 17 tháng 2 năm 1937, sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình. Các đau tích của người hằn sâu vào thân xác tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà bớt đau đớn. Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần dỗi. Đó là ngày lễ kính lòng thương xót của Cha. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Hỡi thư ký của lòng thương xót Cha, con hãy ghi chép và hãy nói cho các linh hồn biết về lòng thương xót vô bờ của Cha. Bởi vì ngày khủng khiếp, ngày của phép công thẳng của Cha đã cận kề. Hôm nay, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của Cha, đã đến lúc con phải hành động. Cha ở với con. Những bách hại và đau khổ lớn lao đang chờ đợi con. Nhưng con sẽ được an ủi khi nghĩ rằng nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và thánh hóa nhờ công việc này. Khi tôi bắt đầu gạch dưới những lời của Chúa và nhân đó theo trình tự mà lược lại tất cả, khi đến trang được đánh dấu là những lời khuyên và chỉ dẫn của Cha Andras, tôi không biết phải làm thế nào, nên gạch dưới hay không. Và tôi nghe trong lòng: con hãy gạch dưới, bởi vì những lời này là của Cha. Cha mượn môi miệng người bạn tri kỷ của Cha để nói với con và trấn an con. Con hãy vâng theo những chỉ dẫn ấy cho đến khi lìa đời. Cha không thể hài lòng nếu như con không vâng theo những chỉ dẫn ấy. Con hãy biết rằng Cha đã đặt ngài giữa Cha và linh hồn con. Cha làm như thế để con được bình an và khỏi bị sai lầm. Bởi vì Cha đã đặt con dưới sự chăm sóc đặc biệt của vị linh mục này, nên con không buộc phải trình bày cặn kẽ với các bề trên của con về mối tương giao giữa Cha với con. Trong tất cả những vấn đề khác, con hãy sống như một trẻ thơ với các bề trên. Nhưng bất cứ những gì Cha thực hiện trong nơi sâu thẳm hồn con hãy thành thật chỉ nói với các vị linh mục này mà thôi. Và tôi nhận ra từ khi Chúa ban cho tôi một vị linh hướng, người không đòi tôi phải trình bày mọi sự cho các bề trên như trước, trừ những vấn đề liên quan bên ngoài. Vì thế, chỉ mình Cha linh hướng biết rõ linh hồn tôi. Có được một vị linh hướng là một hồng ân đặc biệt Chúa ban. Ôi! Ít người nhận được hồng ân ấy biết bao. Linh hồn vẫn được bình an giữa những lúc gian nan khốn khó nhất. Hàng ngày sau khi hiệp lễ, tôi luôn cảm ơn Chúa Giêsu vì đã ban ơn trọng này cho tôi. Ngày nào tôi cũng nài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho Cha. Tôi đã thực sự nghiệm được trong linh hồn mình năng lực của vị linh hướng lớn lao thế nào. Xin chúc tụng lòng thương xót Chúa đã thương ban hồng ân này. Hôm nay, tôi đến nguyện gẫm trước thánh thể trong nhà nguyện của dưỡng đường. Khi tôi gần đến bàn thờ, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ linh hồn tôi và được tôi đắm chìm trong đại dương thiên tính của người. Chúa Giêsu phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, mọi sự hiện hữu là của con. Tôi thưa lại cùng Chúa: trái tim con không muốn gì khác ngoài một mình Chúa. Ôi kho tàng của lòng con! Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi ân huệ Chúa đã ban cho con. Nhưng con chỉ ước ao trái tim Chúa mà thôi. Dù các tầng trời có bao la, nhưng cũng chẳng là gì đối với con nếu không có Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con thường xuyên ngất đi vì khát mong Chúa. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này. Giờ đây con đang được nếm hưởng những gì mà các linh hồn khác trong cõi đời đời mới được hưởng. Bỗng nhiên, linh hồn tôi được ngập tràn ánh sáng tri thức về Thiên Chúa. Ôi! Giả như tôi có thể diễn tả được một chút những gì linh hồn tôi trải nghiệm khi lưu lại gần bên trái tim của đấng uy linh vô biên. Tôi không sao diễn tả thành lời. Chỉ linh hồn nào ít là một lần trong đời đã từng trải nghiệm qua một hồng ân như thế thì mới công nhận điều này. Khi trở về phòng riêng, tôi dường như đang từ cõi chết sống về phòng riêng. Tôi dường như đang từ cõi chết sống lại. Khi bác sĩ đến bắt mạch cho tôi, ông rất ngạc nhiên, này chị, điều gì đã xảy ra? Chị chẳng có một nhịp mạch gì hết cả. Tôi muốn biết cái gì đã làm nó nhanh quá thế này. Tôi biết nói gì với ông ấy đây, trong khi chính tôi cũng không biết sao mạch của mình lại đập nhanh như thế. Tôi chỉ biết mình đang mòn mỏi khát khao Thiên Chúa. Nhưng tôi không nói điều này cho ông ấy vì làm sao thuốc thang có thể giúp gì được trong trường hợp này. Ngày 19 tháng 2 năm 1937, tiếp xúc với những người hấp hối. Họ xin tôi và tôi đã có thể cầu nguyện. Vì Chúa ban cho tôi một tinh thần cầu nguyện phi thường. Tôi luôn được kết hợp với Chúa. Và tôi hoàn toàn ý thức mình đang sống cho các linh hồn để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Chúa! Trong vấn đề này, không hy sinh nào là vô nghĩa. Hôm nay, bác sĩ quyết định tôi phải ở đây cho đến tháng 4. Đó là thánh ý Chúa. Mặc dù tôi rất muốn được trở về với các chị em. Hôm nay, tôi được biết về cái chết của một người chị em chúng tôi tại Block. Nhưng chị ấy đã hiện đến thăm tôi trước khi người ta cho tôi biết tin về cái chết của chị. Ngày 22 tháng 2 năm 1937, hôm nay tại nhà nguyện của chúng tôi đã khai mạc tuần tĩnh tâm dành cho các nhân viên bệnh viện. Mặc dù ai muốn cũng đều được tham dự. Mỗi ngày có một bài giảng. Cha Bonaventure giảng trọn một tiếng đồng hồ và ngài nói trực tiếp với các linh hồn. Tôi cũng tham dự tuần phòng vì rất khao khát được hiểu biết Thiên Chúa sâu xa hơn và yêu mến người nồng nàn hơn. Tôi đã hiểu rằng càng hiểu biết Thiên Chúa, càng thiết tha yêu mến người. Hôm nay, tôi được nghe những lời này. Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của cha đi. Ngày 24 tháng 2 năm 1937, hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang hấp hối. Những đau khổ của Chúa xuyên thấu linh hồn và thân xác tôi một cách vô hình. Nỗi đau thật mênh mang, mặc dù chỉ xảy đến một lúc ngắn ngủi. Trong lúc đang hát các bài ca vãn mùa chay, tôi được kết hợp với cuộc thương khó của Chúa đến nỗi không sao cầm được nước mắt. Tôi muốn lánh đi một nơi nào đó để được mặc sức cảm thông với nỗi buồn thương khi tưởng nhớ đến cuộc thương khó của Chúa. Khi đang cầu nguyện theo ý chỉ của cha Andras, tôi biết được Ngài rất đẹp lòng Chúa. Từ đó về sau, tôi càng kính trọng Ngài hơn nữa, như với một vị thánh. Điều này đem lại cho tôi một niềm hoan lạc lớn lao, và vì đó, tôi hết lòng cảm. Hôm nay trong giờ chầu phép lành, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu và người đã phán với tôi những lời này.
con hãy vâng lời vị linh hướng của con trong mọi sự. Lời Ngài là thành ý cha. Con hãy thâm tín sâu xa trong lòng rằng chính cha nói qua môi miệng của Ngài. Và cha muốn con hãy giải bày tình trạng linh hồn con cho Ngài với một tinh thần đơn sơ chân tình như con vẫn làm với cha. Ái nữ của cha ơi! Cha lặp lại cho con đây, con hãy biết rằng lời Ngài chính là ý muốn của cha về con. Hôm nay, tôi được thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời. Và người phán bảo tôi, Bánh Thánh dấu yêu của cha ơi, con hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian mùa gặt này. Trái tim cha thỏa lòng với con, và vì con, cha đang chúc lành cho thế giới. Tôi đã hiểu rằng 2 năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý người đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả 10 năm trước đó. Trong 2 năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Đằng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của người. Và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp. Đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng. Nếu không, dù một bước có lẽ tôi cũng không sao tiến được. Mới đây, tôi có nhận được một bức thư thân thương từ đứa em gái 17 tuổi của tôi Wanda. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em. Và tôi vui mừng vì lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa. Hôm nay, uy nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm. Sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và ngập tràn đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của người. Tôi tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo. Lạy Chúa Giêsu của con quá hiểu sự chọn lành của con không hề ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa ô không. Sự cao trọng của linh hồn không hề ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tự thâm tâm, con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi. Nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Chọn khối tình yêu con được đắm chìm, không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa. Ôi đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết an lành. Suốt 2 tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương bà nên thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa và cho bà được an nghỉ nơi lòng thương xót Chúa. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường. Chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn bà hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời.
tôi nhìn thấy một vị linh mục có lẽ cha Sopoko đang cần được cầu nguyện. Và tôi đã cầu nguyện cho ngài cho đến khi Chúa Giêsu âu yếm nhìn đến và ban cho ngài sức mạnh. Hôm nay, tôi được biết một người trong gia đình tôi đang xúc phạm đến Thiên Chúa và đang trong tình trạng nguy tử. Tin này xuyên lút linh hồn tôi với nỗi nhức nhối đến độ tôi tưởng không thể sống được trước sự xúc phạm đến Chúa như vậy. Tôi này xin Chúa tha thứ, nhưng chỉ nhìn thấy cơn nghĩa nộ của người. Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia có lẽ cha Sopoko. Xin Chúa phù trợ ngài trong một số vấn đề thì được thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mắt người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa. Thờ lạy từng thương tích một. Và xin người ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quý đối với người. Và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho linh mục ấy. Ngài cũng giống như Chúa Giêsu phải chịu treo trên thập giá. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa biết một mình Chúa là đối tượng linh hồn con mến yêu. Linh hồn con hoàn toàn được đắm đuối trong Chúa. Ôi lạy Chúa! Cho dù con không hoàn thành được một điều nào trong những điều Chúa đã tỏ ra cho con đi nữa, Chúa ơi! Con cũng hết sức an tâm vì biết con đã làm hết những gì trong khả năng của con. Lạy Chúa! Con biết rõ Chúa không cần những công việc của chúng con. Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu. Tình yêu, tình yêu, và chỉ là tình yêu Thiên Chúa mà thôi, không có gì trên trời dưới đất này cao trọng hơn nữa. Sự cao trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa. Sự cao trọng thật ở trong tình yêu Thiên Chúa. Sự khôn ngoan thật là yêu mến Thiên Chúa. Tất cả những gì cao trọng và xinh đẹp đều ở nơi Chúa. Không có bất kỳ vẻ xinh đẹp hoặc cao trọng nào ở ngoài Thiên Chúa. Hỡi các bậc hiền triết thế gian và những vị thông minh tuyệt đỉnh, hãy nhìn nhận sự cao trọng thực sự chính là yêu mến Thiên Chúa. Tôi lấy làm lạ vì một số người tự lừa dối chính họ khi nói có đời sau. Ngày 26 tháng 2 năm 1937, hôm nay, tôi nhìn thấy vì một cơn bão thổi qua nên những nghi lễ được cử hành tại các tư gia thiếu các lễ phục phụng vụ. Tôi cũng thấy mặt trời xuất hiện từ thánh thể và mọi ánh sáng khác đều tắt hết. Hay đúng hơn là bị lu mờ và mọi người đều hướng nhìn về ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng hiện giờ, tôi không hiểu được ý nghĩa của thị kiến này. Tôi đang tiến bước trong cuộc sống giữa phong ba bão tố, nhưng vẫn ngẩng cao đầu vì tôi là đứa trẻ hoàng tộc. Tôi cảm thấy máu Thánh Chúa Giêsu đang luân chuyển trong huyết mạch của tôi, và tôi đặt trót niềm tín thác vào lòng thương xót lớn lao của người. Tôi xin Chúa hôm nay hãy cho một người kia đến thăm để tôi được gặp em ấy một lần nữa. Và đó là dấu chỉ cho tôi biết thiếu nữ ấy được Chúa mời gọi vào dòng mà người đang truyền cho tôi thành lập. Ôi thật kỳ diệu! Đương sự đã đến. Và tôi cố gắng truyền thụ cho em ít nhiều về phương diện thiêng liêng. Tôi bắt đầu chỉ dẫn cho em thấy con đường bỏ mình hy sinh và em đã sẵn lòng chấp nhận. Tuy nhiên, tôi đã giao phó vấn đề trong tay Chúa, để người hướng dẫn mọi sự theo sở thích tốt lành của người. Hôm nay, khi nghe bài thánh ca Chúc ngủ ngon, đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con trên đài phát thanh, thần trí tôi bỗng nhiên được ngập lút trong Thiên Chúa và tình yêu người tràn đầy linh hồn tôi. Tôi lưu lại một lúc với Cha trên trời. Mặc dù sống trong đau khổ triền miên là điều không dễ, chịu đóng đinh trên thập giá đau đớn muôn vàn,
Tuy nhiên, tôi bừng cháy ngọn lửa tình ái vì yêu mến. Mặc dù chỉ là kẻ yếu đuối, nhưng tôi say mến Thiên Chúa như một luyến thần. Ôi! Vĩ đại thay linh hồn giữa đau khổ. Vẫn trung thành với Thiên Chúa và thực thi ý người. Vẫn kiên trì dù không được ủi an giữa phong ba bão tố rợn rùng. Vì tình yêu Thiên Chúa tinh tuyền làm ngọt ngào cho kiếp phận của họ. Yêu Chúa giữa lúc thịnh vượng có gì là lớn lao? Và cảm tạ người khi mọi sự đều xuôi thuận. Nhưng hãy tôn thờ Chúa giữa những nghịch cảnh kinh khủng, yêu mến Chúa chỉ vì người và phó chót hy vọng nơi người. Khi linh hồn trong cảnh tăm tối vườn cây dầu, cô đơn giữa nỗi đắng cay tân toan, nó vươn lên những tầm cao của Chúa Giêsu. Dù nhấp chén đắng, linh hồn vẫn không buồn sầu. Khi linh hồn thi hành thánh ý Thiên Chúa tối cao, ngay giữa đau khổ và cực hình triền miên, vẫn áp môi vào chén được trao. Linh hồn trở nên mạnh mẽ và không gì làm nó khiếp đảm. Dù bị hành khổ, linh hồn vẫn lặp lại nguyện ý Chúa được nên chọn và kiên nhẫn đợi chờ giờ phút Chúa Giêsu. Con thuộc về Cha và nó sẽ biết điều này trọn vẹn khi bức màn được hạ xuống. Ngày 28 tháng 2 năm 1937, hôm nay tôi được nếm chịu cuộc thương khó của Chúa Giêsu một lúc khá lâu, và nhờ đó tôi thấy được nhiều linh hồn đang cần lời cầu nguyện. Tôi thấy mình được biến đổi hoàn toàn trong lời cầu nguyện để kêu nài lòng thương xót Chúa cho mọi linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa vào tâm hồn con như một bảo chứng về lòng thương xót cho các linh hồn. Tối nay, khi nghe bài thánh ca "Chúc ngủ ngon", đầu thánh thiện Chúa Giêsu của con trên đài phát thanh, tâm trí tôi bỗng được cuốn hút vào cung lòng mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và tôi biết sự cao cả của linh hồn cốt ở điều gì, và đối với Thiên Chúa, điều gì là điều can hệ, tình yêu. Tình yêu, và chỉ có tình yêu. Tôi hiểu mọi vật hiện hữu đều được đầy áp Thiên Chúa, và tình yêu của người tràn ngập linh hồn tôi đến nỗi tôi lúng túng không sao diễn tả nên lời. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết yêu mến mà không tính toán, vì sự cao trọng của linh hồn hệ ở điều này. Hôm nay, tôi tham dự ngày hồi tâm. Trong bài huấn đức cuối ngày, linh mục giảng rằng thế giới rất cần đến lòng thương xót Chúa. Và hiện nay dường như là thời gian đặc biệt mọi người cần cầu nguyện và cần đến lòng thương xót Chúa. Bấy giờ, tôi được nghe những lời sau, những lời ấy dành cho con. Con hãy vận dụng hết khả năng vì công cuộc lòng thương xót của Cha. Cha khát mong lòng thương xót Cha phải được tôn thờ. Và đó là hy vọng sau cùng để được cứu rỗi Cha đang ban cho thế giới, tức là nương nhờ vào lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha vui sướng vì ngày lễ này. Sau những lời đó, tôi hiểu rằng không gì có thể miễn trước cho tôi khỏi trách vụ Chúa yêu cầu tôi phải thực hiện. Tối hôm qua, nơi hoang mạc kinh khủng của kiếp sống, ôi Chúa Giêsu vô cùng dịu hiền của con, xin bảo vệ các linh hồn cho khỏi hư mất, vì Chúa là suối nguồn xót thương. Xin những tia sáng rạng ngời Chúa, ôi thủ lãnh dịu hiền của linh hồn chúng con, xin hãy để lòng thương xót biến đổi thế giới. Và các bạn, những người đã lãnh nhận hồng ân này, hãy phụng sự Chúa Giêsu. Con đường lớn con phải đi thật dốc rác,
nhưng con không sợ gì. Vì suối nguồn xót thương tinh khiết đang trào đổ cho con và sức mạnh cho linh hồn khiêm nhượng. Con kiệt sức và mỏi mệt, nhưng lương tâm con làm chứng cho con rằng con làm mọi sự để Chúa được vinh danh hơn. Chúa là sự nghỉ ngơi và là gia nghiệp của con. Con cảm tạ Chúa, lạy Chúa, tôn sư của con, vì Chúa đã biến đổi con hoàn toàn trong chính Chúa và đồng hành bên con qua những lao nhọc vất vả cuộc đời. Con không sợ gì khi có Chúa trong lòng con. Bàn tiệc của Chúa đã dọn sẵn. Chúa Giêsu ngồi bàn với các tông đồ của Người. Hữu thể Người toàn thể biến nên tình yêu, vì đó là ý định của ba ngôi Thiên Chúa. Với hết niềm khao khát, ta ước mong ăn bữa này với các con trước khi ta chịu chết. Trước lúc rời bỏ các con, tình yêu giữ ta lại giữa các con. Chúa đổ máu và ban sự sống Người vì Người yêu say đắm. Tình yêu tiềm ẩn dưới hình bánh. Tuy ra đi, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Sự tự hạ đến thế thật không cần thiết, nhưng tình yêu nồng nàn đã che khuất Người dưới những hình này. Người phán trên bánh rượu những lời: đây là máu ta, đây là mình ta. Dù rất mầu nhiệm, nhưng là những lời yêu thương. Rồi Người trao chén cho các tông đồ. Chúa Giêsu buồn sầu tê tái cõi lòng. Người nói: một người trong các con sẽ nộp thầy. Họ im lặng, cái im lặng như mồ hoang, và Gioan tựa đầu vào ngực Chúa. Bữa tiệc kết thúc. Chúng ta hãy vào vườn cây dầu. Tình yêu được no thỏa. Và kìa, tên bội phản đang đợi chờ. Ôi thánh ý Chúa là của bổ dưỡng nuôi sống tôi, là niềm hoan lạc của tôi. Lạy Chúa, xin cho ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mau đến để các linh hồn nhận ra suối nguồn nhân lành của Chúa. Ôi thánh ý Thiên Chúa toàn năng, là niềm hoan lạc của tôi, là niềm vui sướng của tôi. Lạy Chúa, xin cho ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mau đến để các linh hồn nhận ra suối nguồn nhân lành của Chúa. Ôi thánh ý Thiên Chúa toàn năng, là niềm hoan lạc của tôi, là niềm vui sướng của tôi. Bất cứ điều gì bàn tay Chúa trao cho, tôi sẽ đón nhận với lòng hân hoan, suy phục và yêu mến. Thánh ý Chúa là chốn nghỉ ngơi của tôi, trong đó có chót sự thánh thiện của tôi và trọn vẹn phần dỗi đời đời của tôi. Vì thực thi thánh ý Chúa là vinh quang cao cả nhất. Thánh ý Chúa đó là những ước muốn phong phú của Người, là điều linh hồn tôi thực hiện không đắn đo, bởi vì đó là những ước muốn thần linh của Người. Trong những giờ phút Chúa thổ lộ tâm tư của Người với tôi, lạy Chúa, xin dùng con theo ý Chúa. Con không đặt trở ngại, không đắn đo suy tính, vì Chúa là tất cả niềm hoan lạc và tình yêu của hồn con. Và đáp lại, con cũng thổ lộ những tâm tư của con với Chúa. Krakow, ngày 1 tháng 3 năm 1937.
Tập 3: Thiên Chúa và các linh hồn. Ước chi vinh quang và lời ca ngợi lòng thương xót Chúa được vang lên từ mọi thụ tạo khắp mọi thời đại và thời gian. Ôi Chúa là Thiên Chúa con, Chúa truyền cho con phải ghi chép về những ân sủng Chúa ban cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, nếu như đó không phải là mệnh lệnh rõ ràng từ các cha giải tội, buộc con phải ghi lại những điều xảy ra trong linh hồn con, thì có lẽ theo ý con sẽ không viết một chữ nào cả. Và do đó, nếu con có viết về bản thân, thì đó là do lệnh truyền trang trọng của Đức vâng lời thánh thiện mà thôi. Nguyện chúc tụng và vinh quang đều dâng về Chúa. Lạy Thiên Chúa ba ngôi, Thiên Chúa hằng hữu. Nguyện lòng thương xót trào tuôn từ cung lòng Chúa che chở chúng con cho khỏi cơn nghĩa nộ của Chúa. Ước chi lời chúc tụng lòng thương xót vô biên của Chúa vang lên khắp nơi. Mọi kỳ công của Chúa đều mang dấu ấn lòng thương xót khôn dò của Chúa. Ôi lạy Chúa! Ngày 1 tháng 3 năm 1937, Chúa cho tôi hiểu người rất phiền lòng với linh hồn lắm lời. Cha không tìm được một chút an nghỉ nơi linh hồn ấy. Sự ồn ào dai dẳng làm cha mỏi mệt. Và giữa náo động như thế, linh hồn không thể nhận ra được tiếng cha. Hôm nay, tôi xin Chúa Giêsu cho tôi được gặp một người. Và đó là dấu cho tôi biết Chúa gọi em ấy vào hội dòng tôi sắp thành lập. Tôi đã gặp được thiếu nữ ấy và hiểu rằng linh hồn này có ơn thiên triệu. Và tôi đã xin Chúa đoái thương đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em. Chúa sẽ lo liệu những gì còn đích thân huấn luyện cho em. Tôi đã nói chuyện nhiều về ơn gọi với em. Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại. Ngày 5 tháng 3 năm 1937, hôm nay, tôi cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác một lúc rất lâu. Nỗi đau đớn rất ghê rợn, nhưng tất cả đều vì các linh hồn. Hôm nay, Chúa đến thăm tôi, ghi sát tôi vào trái tim người và phán: "Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi con nhỏ của cha. Cha luôn luôn ở với con." Ngày 8 tháng 3 năm 1937, hôm nay, đang khi cầu nguyện theo ý cha Andras, tôi chợt hiểu ra linh hồn ngài kết hiệp rất mật thiết với Chúa và rất đẹp lòng người. Điều này đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả, bởi vì tôi ước mong cho tất cả các linh hồn đều hợp nhất hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, linh hồn tôi chan chứa nỗi khát mong muốn xúc tiến công việc, mãnh liệt đến độ tôi không sao kiềm chế được nhiệt tâm của mình. Ôi! Tôi hết lòng khát mong cho các linh hồn thuộc hội dòng này được đến trình diện trước ngai tòa Thiên Chúa và không ngớt khẩn nài lòng thương xót vô biên của người cho toàn thế giới. Ngợi khen và tôn vinh lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Một mãnh lực mầu nhiệm đang thúc bách tôi hành động. Ngày 12 tháng 3 năm 1937, tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của một vị linh mục có lẽ cha Sopoko, người được Chúa vạch sẵn một con đường trắc trở gian nan, nhưng những thành quả công việc của Ngài thật tốt đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh hồn như thế, biết yêu mến Chúa giữa những gian truân cùng cực nhất. Hôm nay, tôi nghiệm thấy một linh hồn hấp hối đang cần thiết những lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho đến khi cảm thấy bà ấy qua đời. Ôi! Các linh hồn hấp hối cần đến những lời cầu nguyện biết bao. Lạy Chúa Giêsu, xin soi động cho mọi người thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Ngày 15 tháng 3 năm 1937,
hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần túy thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm, tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội còn con nhất. Chúa phán với tôi, Cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của Cha cho họ. Nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu Cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng Cha không bị hư mất. Nếu linh hồn được dành cho không đón nhận, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng ấy. Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi. Khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi, tôi biết điều này trong lòng mà thôi, mặc dù quãng cách giữa chúng tôi rất xa xôi. Ngày 18 tháng 3 năm 1937, tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả, thánh thiện của người và người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu người dành cho tôi. Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài và người ban mình như thế nào cho một linh hồn trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên. Chúa hành động như người muốn. Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa. Một điều không có biểu hiện nào bên ngoài. Đó là một hành vi thuần túy nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính tam vị và đơn nhất tuyệt đối của hữu thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác và cực kỳ thiêng liêng đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày, cho dù chỉ một nét nhỏ về ân sủng ấy. Tôi có một khát vọng mãnh liệt muốn ẩn mình để sống như thể không còn hiện hữu. Tôi cảm thấy một thôi thúc nội tâm lạ lùng muốn giấu mình sâu thẳm hết sức để chỉ được một mình trái tim Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Tôi muốn trở thành một chốn tĩnh mặc bé nhỏ cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Tôi sẽ không tiếp đón sự gì có thể làm người yêu của tôi thức giấc. Sự ẩn khuất sẽ cho tôi cơ hội được thường xuyên kết hợp với duy mình đấng lang quân của tôi. Tôi giao tiếp với các thụ tạo nếu như điều ấy đẹp lòng người. Trái tim tôi đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả mãnh lực của tình ái. Và tôi không còn biết đến một tình yêu nào khác. Bởi vì ngay từ ban đầu, linh hồn tôi đã đắm sâu trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên, điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm xao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ. Cho dù tất cả đều khước từ tôi vẫn không cô đơn, vì Chúa ở cùng tôi. Và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách để tìm ra người. Vì tình yêu không biết cổng gác hay lính canh, cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng không ngăn nổi tình yêu. Tình yêu có cách hoạt động để vượt qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố, bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát và ở đó, tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ. Hôm nay, tôi nhận được một vài quả cam,
khi người chị em về rồi. Tôi tự hỏi, không biết nên ăn cam hay là hãm mình đền tội trong mùa chay. Dù sao, mình cũng khỏe hơn được. Khi đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn, hỡi ái nữ của cha. Qua việc ăn cam vì vâng lời và vì yêu mến cha, con làm cha được thỏa lòng hơn là ăn chay và hãm mình theo ý riêng. Một linh hồn hết lòng yêu mến cha phải sống và hãy sống theo thánh ý cha. Cha hiểu lòng con, và cha biết nó sẽ không được thỏa nguyện với điều gì khác ngoài tình yêu cha. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu Chúa. Chúa Giêsu thường đến thăm tôi tại nơi cô tịch này. Người dạy dỗ, trấn an, quở trách và khuyên bảo tôi. Chính người huấn luyện tâm hồn tôi theo những ước muốn và ý thích thần linh của người, nhưng luôn luôn trong tình nhân ái và xót thương. Trái tim của chúng tôi đã tan hòa nên một. Ngày 19 tháng 3 năm 1937, hôm nay, tôi hợp ý với phiên chầu đang được cử hành trong nhà chúng tôi, phiên chầu 40 giờ tại Krakow. Nhưng linh hồn tôi ngập ngụa giữa những cực hình và một tâm trạng sợ hãi lạ lùng đang xuyên thấu trái tim tôi. Vì vậy, tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện. Bỗng nhiên, tôi thấy ánh nhìn Thiên Chúa thấu đến tận thâm tâm tôi. Khi ngồi dùng bữa điểm tâm thịnh soạn, tôi thưa với Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những ân huệ này, nhưng trái tim con mòn mỏi vì khát khao Chúa. Không còn gì trên đời này là mỹ vị với con nữa. Con chỉ ước ao của ăn tình yêu Chúa mà thôi. Hôm nay, tôi được một sức mạnh mầu nhiệm thôi thúc hành động. Tôi phải chống lại sức lôi kéo này. Nếu không tôi phải vâng theo ngay lập tức. Ngày 21 tháng 3 năm 1937, Chúa Nhật lễ lá. Trong giờ thánh lễ, linh hồn tôi ngập chìm trong nỗi cay đắng và thống khổ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi hiểu người đã chịu đau khổ chừng nào trong cuộc nghênh đón khải hoàn ấy. Tiếng hô Hosanna làm vọng lên trong tâm hồn Chúa Giêsu, tiếng gào thét đóng đinh nó đi. Chúa Giêsu cho tôi cảm thấy điều này một cách đặc biệt. Bác sĩ không cho phép tôi đến nhà nguyện để tham dự nghi lễ thương khó, mặc dù tôi hết sức ước ao. Vì thế, tôi đành phải cầu nguyện trong phòng. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng chuông từ bên phòng kế cạnh. Tôi đi sang và giúp đỡ người bệnh trầm trọng ở đó. Khi trở về phòng mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu. Người phán, hỡi ái nữ của cha, qua việc dâng cho cha hành vi phục vụ ấy, con đã cho cha một niềm vui lớn lao hơn là con cầu nguyện thật lâu giờ. Tôi thưa lại, nhưng việc đó đâu phải cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con giúp đỡ cho bệnh nhân đó mà. Và Chúa trả lời, đúng, hỡi ái nữ của cha, nhưng bất cứ điều gì con làm cho người lân cận là con làm cho chính cha. Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sự khôn ngoan, cho con một tâm ẩn bằng ánh sáng của Chúa. Và chỉ như thế, con mới hiểu biết Chúa được nhiều hơn. Lạy Chúa. Bởi vì càng biết Chúa, con sẽ càng yêu mến Chúa nồng nàn hơn, đối tượng duy nhất của tình yêu con. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa, trái tim con tan hòa trong Chúa. Con không biết mến yêu nửa vời mà chỉ biết yêu mến bằng trót cả mãnh lực của linh hồn và trọn vẹn nhiệt huyết của trái tim. Lạy Chúa, chính Chúa đã nhóm lên tình yêu này nơi con để dành cho Chúa. Trong Chúa, trái tim con đắm chìm mãi mãi.
ngày 22 tháng 3 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đang nói chuyện với một người kia, tôi nhận ra cô ấy đang đau khổ trong tâm hồn. Mặc dù bên ngoài cô ấy giả vờ hạnh phúc và không có gì đau khổ. Tôi cảm thấy buộc phải nói cho cô ấy biết điều đang gây phiền não cho cô là một chiếc cám dỗ. Khi tôi thổ lộ cho cô biết điều đang làm cô khổ tâm, cô đã òa lên khóc và cho tôi biết cô đến đây là cốt để tâm sự với tôi. Vì cô cảm thấy điều này sẽ làm cho cô khuây khỏa. Đau khổ là tình trạng linh hồn một đàng được ân sủng Chúa cuốn hút, một đàng bị trần thế lôi kéo. Cô ấy đang trải qua một cuộc kịch chiến kinh khủng khiến cô phải khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng cô ra về trong thanh thản và bình an. Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ trái tim người. Sau đó một lúc, Chúa phán, cha khát phần dỗi của các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc thương khó của cha và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân. Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chừ, đắn đo hay tìm hiểu, nhưng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng Chúa có thể làm được tất cả. Và rồi tôi yên lặng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Thay vì tự hành khổ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để yêu mến Chúa. Thứ hai tuần thánh, tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc khổ nạn bi thương của người để có thể cảm nghiệm cuộc thương khó thê thảm ấy trong thân xác và linh hồn tôi theo mức độ của một thụ tạo. Và Chúa trả lời rằng người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy. Đến ngày thứ năm, sau khi rước lễ, người sẽ ban ơn ấy một cách đặc biệt. Tối nay có một thanh niên hấp hối. Anh ta vật vã đau đớn. Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu các thánh, nhưng thình lình được nghe những lời sau, con hãy đọc chuỗi kinh. Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt của những kinh nguyện và lòng thương xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sấp mình xuống trước thánh nhan Chúa nài xin xót linh hồn ấy. Bấy giờ, tôi cảm nghiệm được uy linh cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run rùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng xót thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi lấy tượng thánh giá ra khỏi ngực, tượng tôi đã nhận được trong dịp khấn dòng, rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn linh hồn này với tình thương mà Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thệ. Và với sức mạnh của lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu nài lòng thương xót Chúa để cầu cho họ, xin Chúa ban cho người này ơn được chết lành. Lúc đó, cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh ta ra đi một cách an lành. Ôi! Chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những người hấp hối. Chúng ta hãy tận dụng lòng thương xót của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của tình thương. Tôi càng ngày càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến lòng thương xót Chúa trong suốt cuộc đời và nhất là trong giờ lâm tử. Chuỗi kinh này làm nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa như chính người đã phán dạy tôi. Tôi thấy mình quá yếu đuối đến nỗi nếu không nhờ hiệp lễ, có lẽ tôi đã không ngừng bị sa ngã. Chỉ có một sức nâng đỡ cho tôi, đó là hiệp lễ. Từ đó, tôi kín múc được nguồn sức mạnh. Đó là tất cả sự thư thái của tôi.
Tôi hoảng sợ phải sống những ngày không được rước thánh thể. Tôi sợ chính bản thân mình. Chúa Giêsu ẩn ngự trong bánh thánh là tất cả cho tôi. Từ nhà tạm, tôi kín múc được sức mạnh, năng lực, can đảm và ánh sáng. Ở đó, tôi tìm được sự an ủi trong giờ thống khổ. Nếu như không có thánh thể trong lòng, tôi không biết phải làm cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Hỡi đất nước Ba Lan, quê hương yêu dấu của tôi ơi, ước chi ngươi biết tôi đã dâng lên Thiên Chúa biết bao hy sinh và lời cầu nguyện cho ngươi. Nhưng ngươi hãy tỉnh thức và chúc vinh Thiên Chúa, Đấng nâng ngươi lên và tuyển chọn ngươi một cách đặc biệt. Hãy biết ơn người. Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều dội lại nơi tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim đến nỗi khiến thể xác của tôi tiều tụy. Tôi muốn tất cả những đớn đau ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh. Giữa những khổ ải ấy, con dán mắt nhìn vào Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và mặc dù giông tố bủa vây trên đầu, nhưng con biết rằng Thái Dương vẫn không bị dập tắt. Con không ngỡ ngàng trước thói dối lừa của các thụ tạo, nhưng con chấp nhận trước những gì có thể xảy đến. Môi miệng con nín lặng, trong khi tai con đầy ắp những lời chế nhạo. Con cố giữ lặng thinh trong lòng giữa những khổ đau thảm thương nhất và dùng khiên thuẫn là thánh danh Chúa để tự vệ trước tất cả những cuộc tấn công. Một niềm ao ước nóng bỏng về ngày đại lễ đang đốt cháy linh hồn tôi. Trong lời cầu nguyện cho ngày đại lễ, một niềm ao ước nóng bỏng về ngày đại lễ đang đốt cháy linh hồn tôi. Trong lời cầu nguyện cho ngày đại lễ mau được thiết lập, tôi tìm được ít nhiều nhẹ nhõm và tôi đã bắt đầu một tuần cửu nhật theo ý chỉ của một linh mục kia. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài ánh sáng và soi động để đệ đơn xin công bố ngày đại lễ này và để Chúa Thánh Thần soi sáng về toàn bộ vấn đề cho Đức Thánh Cha. Tuần cửu nhật gồm một giờ trầu trước thánh thể. Tôi đã nài xin Chúa cho ngày lễ mau đến và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những vị liên quan trong toàn bộ vấn đề này. Tôi sẽ kết thúc tuần cửu nhật vào thứ năm tuần thánh. Ngày 23 tháng 3 năm 1937. Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật. Tôi đã nhận được một ơn trọng đại và tuyệt vời. Chúa Giêsu rất nhân lành đã hứa rằng tôi sẽ được tham dự nghi lễ cử hành ngày đại lễ này. Hôm nay, ngày 23, tức là thứ ba tuần thánh, ngày Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng ân. Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt tôi và lập tức tôi thấy mình tại Roma, trong nhà nguyện tư của Đức Thánh Cha và đồng thời vẫn ở trong nhà nguyện của chúng tôi. Nghi thức Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội cử hành liên kết mật thiết với nhà nguyện chúng tôi và đặc biệt là với hội dòng chúng tôi. Tôi vừa tham dự nghi thức long trọng ở đây, đồng thời với ở Roma, vì nghi thức ở đây gắn liền mật thiết với Roma đến độ. Thậm chí khi ghi chép lại, tôi cũng không thể phân biệt được hai nghi thức với nhau, nhưng chỉ ghi lại như tôi đã thấy. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong nhà nguyện của chúng tôi, được tôn kính trong mặt nhật đặt trên bàn thờ cao. Nhà nguyện được trang hoàng như ngày đại lễ, và hôm ấy hễ ai muốn đều được phép vào. Đám đông khổng lồ nhiều đến nỗi mắt không thể nhìn thấy hết. Mọi người tham dự nghi thức trong niềm hân hoan hết sức. Nhiều người trong số họ lãnh nhận được điều họ ước ao. Nghi thức tương tự cũng được tổ chức tại Roma. Trong một nhà thờ tráng lệ, Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giáo sĩ đang cử hành nghi thức này. Và lúc đó,
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Thánh Phêrô đứng giữa bàn thờ và Đức Thánh Cha. Tôi không thể nghe được Thánh Phêrô nói gì, nhưng tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha hiểu được những lời của Thánh Nhân. Lúc đó, một số giáo sĩ tôi không quen biết bắt đầu chất vấn và lăng mạ tôi, hay đúng hơn là những điều tôi đã viết ra. Nhưng tôi nhìn thấy chính Chúa Giêsu bào chữa cho tôi và làm cho các vị ấy hiểu ra những điều họ không biết. Thế rồi, đột nhiên, tôi nhìn thấy hai tia sáng như được vẽ trên bức hình chiếu rãi từ bánh thánh và tỏa sáng khắp thế giới. Điều này chỉ kéo dài một lúc, nhưng như thể lâu cả ngày. Nhà nguyện của chúng tôi đông đúc suốt ngày, và chọn ngày đều tràn ngập niềm vui. Thế rồi, bỗng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sống động trên bàn thờ của chúng tôi, người giống như được vẽ trên bức hình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy Chúa Giêsu như tôi. Chúa Giêsu đưa mắt từ ái và hân hoan nhìn Đức Thánh Cha, một số linh mục rồi toàn thể hàng giáo sĩ, nhìn vào dân chúng và vào hội dòng của chúng tôi. Thế rồi, đột nhiên, tôi được đưa lên sát bên Chúa Giêsu và tôi đứng trên bàn thờ cạnh Chúa Giêsu. Tâm trí tôi được thỏa thuê một niềm hạnh phúc mênh mang đến nỗi tôi không thể hiểu hay viết ra được. Một niềm an bình thảnh thơi sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Chúa Giêsu cúi xuống với tôi và hết sức dịu dàng phán hỏi: "Ái nữ cha ơi, con ước ao điều gì?" Tôi thưa lại: "Con ước ao lòng thương xót Chúa được kính thờ và tôn vinh. Cha đang nhận được sự kính thờ bằng việc thiết lập và cử hành đại lễ này. Con còn muốn gì nữa?" Khi ấy tôi nhìn vào đám đông dày đặc đang tôn thờ lòng thương xót Chúa và tôi thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho tất cả những ai tụ họp để tôn vinh Chúa và tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa." Chúa Giêsu giơ tay làm dấu thánh giá chúc lành, và phép lành này được chiếu rọi nơi các linh hồn như một luồng ánh sáng. Tâm trí tôi được tràn đầy tình yêu của Người. Tôi cảm thấy như thể được tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa. Khi tỉnh lại, một niềm an bình sâu thẳm ngập lút linh hồn tôi và một tri thức phi thường về nhiều điều được thông truyền cho trí năng của tôi, một tri thức mà trước kia tôi chưa được ban bao giờ. Tôi cực kỳ hạnh phúc, mặc dù là kẻ dốt hết, và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì Chúa đã ban cho tôi. Tôi không muốn đổi chỗ cho cả một vị luyến thần về những tri thức nội tâm về Thiên Chúa mà chính Người đã ban cho tôi. Tri thức thân thiết về Thiên Chúa của tôi không một thụ tạo nào có thể hiểu được, đặc biệt là sự thẳm sâu của lòng thương xót Chúa hằng bao phủ tôi. Lạy Chúa, con hạnh phúc với tất cả những gì Chúa ban cho con. Ngày 24 tháng 3 năm 1937, thứ tư tuần thánh. Tâm hồn tôi tiêu hao vì Thiên Chúa. Tôi ước ao được nên một với Người. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng xuyên thấu linh hồn tôi và đồng thời một ngọn lửa tình yêu cũng làm bừng cháy trái tim tôi. Tình yêu và đau khổ được liên kết với nhau trong trái tim tôi. Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi. Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể giáo hội, con nài xin Chúa ban cho giáo hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa và xin ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức. Chính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi linh mục tối cao chí thánh,
chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy ác hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa! Chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đập tan và vô hiệu hóa tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Ngày 25 tháng 3 năm 1937, thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và người phán với tôi: con hãy tựa đầu vào lòng cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào trái tim người và phán: cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc thương khó của cha. Nhưng con đừng hãi sợ. Hãy can đảm lên. Đừng tìm thanh nhàn. Nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thành ý cha. Khi Chúa Giê-xu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày, tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giê-xu trong ngục tối. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi: con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những điều cha đã chịu trong suốt đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ. Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giê-xu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào cho người, tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắng cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giê-xu đã chịu đựng. Tôi cùng đi với người vào vườn cây dầu. Tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án. Tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn. Ngày 26 tháng 5 1930